Jenny và Quốc Dũng xin thân ái kính chào quý khán giả của Đài truyền hình Việt Mỹ. Sau đây là phần điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam. Quốc Dũng sẽ mở đầu chương trình tin tức bằng phần điểm tin thế giới, kính thưa quý vị. Bản tin thế giới hôm nay là Boko Haram có thủ lĩnh mới. Số mới nhất của tạp chí online do nhà nước Hồi giáo phát hành nhắc tới Abu Mas'ab al-Banawi như đương kim thủ lĩnh của Boko Haram. Điều này cũng có nghĩa rằng chấm dứt sự cai trị lâu năm nay của thủ lĩnh Abu Kakas Sakal và đề bạt al-Banawi, người trước đây giữ vai trò phát ngôn nhân của tổ chức. Trong thông điệp ghi âm công bố sau tin này, ông Sakal dường như chứng tỏ vẫn muốn đóng một vai trò lãnh đạo và giữ chức cho tổ chức đoàn kết. Ông Sakal nói, hãy hiểu rằng chúng tôi không bị chia rẽ và chúng tôi không đồng ý để gây ra hỗn loạn xã hội. Chúng tôi sẽ sống theo Kinh Quran và các giáo lý của đấng tiên tri cùng các truyền thống bắt buộc. Đó là những gì chúng tôi đại diện. Ông Sakal cũng đã nhắc tới việc đã gửi 8 lá thư tới thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của nhà nước Hồi giáo, phàn nàn về ông al-Banawi nhưng không được hồi âm. Boko Haram đã cam kết trung thành với nhà nước Hồi giáo hồi tháng 3 năm 2015. Đầu năm nay, Sakal đã bị ám thị mơ hồ về việc ông sẽ đóng một vai trò bớt quan trọng hơn khi phát biểu qua một đoạn video rằng đối với tôi, đã tới lúc kết thúc. Sakal nắm quyền chỉ huy nhóm khủng bố Boko Haram từ năm 2009 sau cái chết của người sáng lập Mohammad Yusuf. Ông bị quy trách nhiệm về những chiến thuật ngày càng bạo lực của Boko Haram, thường nhắm mục tiêu vào thường dân. Đã có những lời kêu gọi tại Nigeria yêu cầu tận dụng lợi thế của sự rạn nứt bên trong Boko Haram để chính phủ Nigeria mở các cuộc đàm phán với nhóm này. Kính thưa quý vị, là Ai Cập đã hạ sát thủ lĩnh IS ở Sinai. Quân đội Ai Cập loan báo đã hạ sát Abu Dua al-Ansari, người mà họ xác định là thủ lĩnh của nhánh nhà nước Hồi giáo tại Sinai. Quân đội đã tiến hành một loạt các cuộc không kích vào thị trấn Arish, giết chết 45 tay súng nhà nước Hồi giáo cùng với thủ lĩnh al-Ansari. Theo tin đăng trên trang Facebook của chuẩn tướng Mohammed Samir, nguồn tin này không nêu rõ thời điểm thực hiện các cuộc không kích. Lực lượng Ai Cập nhiều năm nay đã chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến Hồi giáo ở Sinai, nhưng đặc biệt mấy tháng gần đây nhắm mục tiêu vào các tay súng nhà nước Hồi giáo. Hoa Kỳ ước tính có vài trăm đến cả ngàn tay súng nhà nước Hồi giáo tại khu vực Sinai. Kính thưa quý vị. Tin từ Lào, nạn nhân bom mìn cần được giúp đỡ, còn 1/3 bom mìn chưa nổ UXO trên tổng số 2,2 triệu tấn bom do lực lượng Hoa Kỳ rải xuống Lào trong chiến dịch bí mật kéo dài 9 năm thời chiến tranh Việt Nam. Khi Tổng thống Barack Obama trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên sang thăm Lào hồi tháng 9 năm ngoái, người ta dự kiến ông sẽ loan báo tăng ngân quỹ hỗ trợ để dọn sạch UXO. Trong khi phần lớn sự tập trung nhắm vào các nỗ lực dọn dẹp những thứ gây thương vong này, hơn 15.000 người bị thương tật do UXO gây ra cần được tiếp tục chăm sóc. Nhưng không có nhiều cơ hội. Bom mìn chưa nổ, di sản từ chiến dịch giải bom mìn của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam là một phần trong đời sống hàng ngày tại các ngôi làng thuộc tỉnh Siêng Khuông, Đông Bắc Lào. Năm 2004, ông Huang Phoma Chak bị mất hai cánh tay và mù một mắt khi một quả bom phát nổ trong lúc ông lượm lặt vỏ đạn để bán phế liệu. Gia đình và thân hữu giúp ông chi trả viện phí. Gánh nặng gia đình nhờ đây trút lên vai người vợ hàng ngày quần quật trên thửa ruộng của gia đình mình. Con gái lớn lên trong 5 người con chăm sóc cho cha mình. Từ năm 64 đến năm 73, Mỹ rải hơn 2 triệu tấn bom xuống Lào trong chiến dịch bí mật để đối phó với các đường tiếp tế của quân Việt Bắc dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh. Chính phủ ước tính là có khoảng 15.000 người sống sót sau các tai nạn bom mìn và đang cần được hỗ trợ. Nhưng các dịch vụ chủ yếu dựa vào tài trợ nước ngoài như vật lý trị liệu, đào tạo sinh kế hoặc hỗ trợ sức khỏe tâm thần rất ít. 5 năm trước, ông Ladon đốt rác trong sân nhà và ngọn lửa đã kích nổ một quả bom chôn vùi dưới lòng đất, khiến ông mù mắt. Cha mẹ ông già yếu sinh kế bằng nghề nông, giờ đây còn phải chăm sóc cho ông. Tổ chức Giáo dục Thế giới là một số ít các tổ chức lớn ở Lào cung cấp hỗ trợ cho các nạn nhân bom mìn. Nhưng họ chỉ đủ nguồn lực giúp đỡ chừng 250 người mỗi năm. Bà Colette McNerney, giám đốc của tổ chức tại Lào, cho biết đa số những nạn nhân còn sống sót là cư dân vùng sâu, vùng xa, có nhiều nhu cầu không được đáp ứng. Kính thưa quý vị, là Trung Quốc đã ngăn nghị quyết về Bắc Hàn. Trung Quốc vào ngày 4 tháng 8 đã ngăn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra tuyên cáo lên án việc Bắc Hàn cùng ngày bắn thử 2 phi đạn tầm trung, 1 trong 2 đáp xuống vùng đặc quyền kinh tế của biển Nhật Bản.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc là ông Louis Jieyi đã nói không nên có những bước làm tăng căng thẳng bán đảo Triều Tiên. 15 thành viên của Hội đồng Bảo an có buổi họp kín khẩn cấp hôm 4 tháng 8. Mỹ và các nước đồng minh đã thúc đẩy Hội đồng lên án hành động của Bắc Hàn, nhưng Trung Quốc đã phản đối. Bắc Kinh là đồng minh quan trọng và thân cận nhất của chính quyền Bình Nhưỡng. Mới đây Bắc Kinh cũng lên án việc Hoa Kỳ triển khai hệ thống phi đạn, đánh chặn tiên tiến, gọi là TAT, trên bán đảo Triều Tiên. Việc quan ngại về gia tăng căng thẳng, một trong hai phi đạn Bắc Hàn bắn thử hôm 4 tháng 8, dường như bị nổ khi phóng đi. Phát ngôn nhân của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết, ông Ban Ki-moon hết sức quan ngại về vụ việc này, gọi đây là hành động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình ổn định của khu vực. Kính thưa quý vị. Người đồng tính Syria bị chặt đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, Mohammad Wissam Sankari, một người tị nạn đến Istanbul cách đây một năm. Thi thể của người này được phát hiện ở một quận trung tâm hôm 25 tháng 7 và được những người bạn cùng nhà xác nhận hôm nay. Hiện chưa có ai bị bắt, một nhóm nhân quyền cho hay Sankari đang tìm cách sang một nước khác vì tính mạng gặp nguy hiểm. Những người bạn của Sankari nói rằng họ đã bị các nhóm đàn ông bạo lực đe dọa. Rayan, một trong số họ, cho hay nhóm đàn ông trên từng bắt cóc Sankari 5 tháng trước, đánh đập và cưỡng hiếp nạn nhân. Chúng tôi đã trình báo với cảnh sát nhưng vô ích. Ông nói, Dia, một người bạn khác, cho rằng Liên Hiệp Quốc đã thất bại trong việc bảo vệ cộng đồng người đồng tính ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề không nằm ở chỗ bạn là người Syria hay Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu bạn đồng tính, bạn là mục tiêu của tất cả mọi người. Họ muốn bạn quan hệ tình dục và khi bạn từ chối, họ sẽ bám đuổi bạn. Ai sẽ là người tiếp theo đây? Dia nói, hồi tháng 6, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ từng bắn đạn cao su và xịt hơi cay để giải tán các hoạt động về quyền của người đồng tính khi họ định tổ chức một cuộc biểu tình ở Istanbul, bất chấp lệnh cấm. Không giống như nhiều nước Arab, đồng tính luyến ái không phải là bất hợp pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các nhà phân tích cho hay sự kỳ thị người đồng tính vẫn phổ biến trong xã hội. Kính thưa quý vị, là phiến quân đã tấn công xe chở du khách nước ngoài tại Afghanistan. Một đoàn xe chở du khách nước ngoài bị các phiến quân tấn công ở Tây Afghanistan, làm ít nhất 6 người bị thương. Nhóm du khách đang được quân đội Afghanistan hộ tống tới thành phố Herat thì bị các phiến quân phục kích nã đạn vào. Jalani Fahad là phát ngôn viên của thống đốc tỉnh Herat cho hay nhóm người trên gồm 8 người Anh, 3 người Mỹ và 1 người Đức. Một số người được cho là bị thương nhẹ và đang nằm viện. Một tài xế người Afghanistan cũng bị thương trong vụ tấn công. Danh tính của nhóm vũ trang đứng sau vụ việc hiện chưa rõ. Dù giới chức đổ dồn nghi ngờ vào Taliban, nhóm phiến quân đang tăng cường các cuộc tấn công khắp Afghanistan. Bất chấp giao tranh, Afghanistan vẫn đón một trong lượng nhỏ khách du lịch tới nước này hàng năm. Các con đường chính ở Afghanistan nổi tiếng là nguy hiểm với các cuộc tấn công và bắt cóc của phiến quân thường xuyên diễn ra. Kính thưa quý vị. Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận thanh trừng quá đáng sau vụ đảo chính ngày 1 tháng 8 vừa qua, trước khi tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên với Hoa Kỳ kể từ khi cuộc đảo chính bất thành khiến quan hệ song phương trở nên căng thẳng. Thổ Nhĩ Kỳ đã lần đầu tiên thừa nhận rằng cuộc thanh trừng đang diễn ra là có những sai lầm. Hai quan chức cấp cao của Ankara đã thừa nhận rằng cuộc thanh trừng vốn liên tục được tiến hành từ sau cuộc đảo chính ngày 15 tháng 7 và bị bên ngoài chỉ trích mạnh mẽ, đã có thể có những sai lầm. Nếu có những sai lầm, chúng tôi sẽ sửa chữa nó. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ là Numan Kurtulmus cho biết sau bối cảnh tất cả những người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen bị Ankara kết tội lên kế hoạch và chỉ đạo cuộc đảo chính bất thành vừa qua, đều bị xem là những kẻ khủng bố và bị truy quét trong nhiều lĩnh vực như quân đội, tư pháp, giáo dục và truyền thông. Kể từ sau cuộc đảo chính bất thành đêm 15 tháng 7, khoảng 10.000 người đang bị truy tố và bị giam giữ, trong đó có hơn các nhà báo. Hơn 50.000 người Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sa thải. Ngoài ra, cũng trong ngày 1 tháng 8, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ là Binali Yildirim thừa nhận khả năng trong số các nạn nhân của cuộc thanh trừng, một số người đã bị lạm dụng. Hãng thông tấn chính thức Anadolu dẫn lời ông Yildirim cho biết, một công việc tỉ mỉ đang diễn ra liên quan tới những người đã bị sa thải. Chắc chắn trong số đó có những người đã từng là nạn nhân của thủ tục tố tụng không công bằng. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận, cuộc thanh trừng mà Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành kể từ sau vụ đảo chính bất thành hôm 15 tháng 7 đã và đang vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ phía Hoa Kỳ, các quốc gia châu Âu và cũng như từ phía các tổ chức quốc tế, tổ chức bảo vệ quyền con người và quyền tự do ngôn luận. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là Ban Ki-moon
từng bày tỏ quan ngại sâu sắc về làn sóng bắt giữ đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho rằng cần phải nhanh chóng đưa ra bằng chứng thuyết phục nếu tình trạng bắt giữ bất hợp pháp và để các đối tượng có thể được quyết định bởi tòa án. Kính thưa quý vị, là theo như chuyên gia cảnh báo thì IS đang nhắm đến Đông Nam Á. Chuyên gia chống khủng bố của Mã Lai là ông Ahmad El-Muhammadi đã cho biết tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đang tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á trong bối cảnh mất đất ở Iraq và Syria. Tháng 5 vừa qua, các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho biết IS đã mất khoảng 45% lãnh thổ chúng từng kiểm soát tại Iraq và khoảng 10% lãnh thổ tại Syria. Hồi tháng 1, 2016, thì IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khiến 7 người thiệt mạng tại Jakarta, Indonesia. Đến tháng 6, thì hai người đàn ông đã ném thiết bị nổ vào hộp đêm tại Puchon, khiến 8 người bị thương và trở thành cuộc tấn công thành công đầu tiên của IS trên đất Mã Lai. Tháng rồi thì cảnh sát đã bắt giữ 14 người Mã Lai, tình nghi liên quan đến một âm mưu đánh bom của IS. Cảnh sát cho biết họ đã tịch thu 1 kg thiết bị nổ. Ngoài ra, IS cũng thể hiện rõ ràng rằng tổ chức này đang nhắm đến Đông Nam Á. Trong những đoạn video công bố gần đây, thì IS đã kêu gọi những kẻ ủng hộ nên tập trung vào Mã Lai và Philippines, kính thưa quý vị. Kết thúc phần tin thế giới vừa qua, chúng tôi mời quý vị đừng rời màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài thông tin thương mại.